Cảm ơn Chi Lực Vị vẫn giữ màn hình đồng hành với huynh đệ chúng tôi trong đề tài thời vận tốt xấu. Kính thưa quý ngài và quý vị, khi nói làm người là mỗi người chúng ta, chung huynh đệ chúng tôi hiện diện và chư vị cũng hiện diện trong màn ảnh với chúng tôi để tâm tư của mình chia sẻ với nhau về cái đề tài này. Thì ai trong chúng ta lại không có vui và không có buồn, không có vừa lòng và không có không vừa lòng, tức là cái tốt và cái xấu, và thậm chí mình nói cho nó rõ là hạnh phúc và đau khổ. Như vậy cái điều tốt thì chúng ta đã đành rồi, chúng ta không có chuyện gì, chúng ta chỉ có thừa hưởng thôi. Nhưng mà rồi hết cái tốt thì đến cái xấu, hết cái hạnh phúc thì đến đau khổ. Như vậy thì cách nào để chúng ta có thể chuẩn bị cho mình khi cái điều bất như ý mà nó tới, thì mình phải cái tâm thái của mình như thế nào để đương đầu, để đi qua cái đoạn đường gọi là khổ hay sinh lầy đó. Xin mời cư sĩ Nguyễn Dũng. Dạ, thưa Hòa Thượng, kính thưa quý vị, trong giảng Đức Huỳnh Như Vũ dạy là đố ai biết được ngày mai, ngày nay yên tịnh, ngày mai thảm sầu. Chữ yên tịnh và thảm sầu để nó nói lên cái thân phận con người, mình phải gắn bó với cái yên tịnh và thảm sầu, hay là đau khổ và hạnh phúc, hay là vui và buồn, thành công và thất bại. Khi mà chúng ta đã xác định được là thân phận con người phải bị chi phối bởi cái sự vận hành giữa xấu và tốt, giữa thành công và thất bại, giữa đau khổ và hạnh phúc, để từ đó mình bình yên, sống lạc quan. Khi mà chúng ta ở cái giai đoạn mà đau khổ nhất, chúng ta tin nơi chính mình và tin ở con đường của ơn trên qua Bát Chánh Đạo, để chúng ta thấy rằng ngày mai chúng ta sẽ thay đổi được cuộc đời với cái ý chí làm lành làm thiện và tin theo cái lời dạy của ơn trên. Và nếu mà chúng ta ở trên cái đỉnh cao của danh vọng thì chúng ta hãy nhớ rằng rồi ngày mai chúng ta sẽ ra sao nếu trong cái sự vô thường của tạo hóa. Khi mà chúng ta nhận rõ và đặt mình ở trong cái những cái hoàn cảnh đó bằng cái tâm đạo thì chúng ta sẽ bình yên và sẽ luôn luôn lúc nào cũng phát huy được cái tinh thần sống đạo ở trong cái đời sống hàng ngày. Ở đây chúng tôi muốn nói tới một cái thực tế ở trong cuộc sống mà bây giờ chúng ta sẽ thấy rõ về cái người giàu. Quý vị thấy ở trong nước trên gần 400 tỷ phú trên thế giới, nước Mỹ này có 10 người tỷ phú trong top 10. Thì trong đó đó là chỉ có một người là Nga, còn 9 người kia là tỷ phú Mỹ. Thì quý vị thấy những cái người tỷ phú này đó, đến giờ phút này cái thời gian rất là dài, rất là lâu, người ta vẫn còn tồn tại. Ở đây chúng tôi muốn so sánh tới những người tỷ phú ở Việt Nam chúng ta. Quý vị thấy trong thời gian gần đây, những người tỷ phú đó là lần hồi đi vào tù. Thì cái câu hỏi đặt ra là thực tế đó, là vì sao? Như ở trong giảng thầy nói là tích thiện thì ác có phước dư, bằng tích đức quả đương đeo đắm. Thì như vậy rõ ràng là những người tỷ phú Mỹ như Bill Gates, cái Linda Foundation là đã cho biết bao nhiêu tiền tỷ tỷ cho những cái khu vực vùng sâu vùng xa nghèo, rồi những cái người tỷ phú khác người ta bỏ ra gần hết những cái tài sản, thì đó là những cái tích thiện. Thì quý vị thấy người ta vẫn ở trên một cái vị trí rất là cao. Còn những cái người tỷ phú ở bên Việt Nam của mình thì lại là làm trên những cái điều mà có ác đức với lại người dân của mình, thì như vậy là nó không tồn tại. Thì đó là những cái bằng chứng mà chúng ta để thấy rằng hãy sống đạo và sống lạc quan, tin ở ơn trên và tin đến chính mình. Và lúc nào đôi khi có những cái câu chuyện mà chúng ta phải bố thí, hoặc những câu chuyện mà chúng ta có thể trong việc làm ăn chúng ta hay chịu thiệt thòi chút xíu, nhưng mà những thiệt thòi đó với cái tấm lòng thành, trí tâm từ bi thì sẽ được ơn trên bù trừ, và trong sự bù trừ đó sẽ giúp chúng ta vượt qua trong những cái khổ nạn và trong cái sự thất bại, và sẽ được đi đến sự thành công. Cảm ơn cư sĩ Nguyễn Dũng. Kính mời Linh Mục Trần Ngọc Hùng. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, trong đời sống chúng ta, mỗi khi chúng ta gặp những sự xấu, sự mà khó khăn trong cuộc đời, thì mình có học được những từ nơi, những bài học từ nơi đó hay chăng, để mà tu luyện, hoặc là để mà cải tổ cái đời sống, hoặc là hướng thiện hơn trong đời sống của mình.
Nếu mà có một câu chuyện rằng là có một bà kia, bà nói rằng là không hiểu sao bà toàn gặp những sự mà xui xẻo trong cuộc sống gần đây, gia đình có những sự mà xáo trộn, những sự mà bất hòa, mất bình an, vợ chồng gây gổ con cái, chỉ là không có lời cha mẹ. Bà thấy buồn quá, bà đi cầu bói, gặp thầy bói nói là bà đúng là thật là có sao quá tà chiếu, nên là muốn cất đi cái sự mà khó khăn đó, bà cần phải đi, tại vì trên mặt của bà có một cái nốt ruồi. Nốt ruồi này là nốt ruồi xấu, xấu tướng. Bà thấy vậy bà đi mổ lấy nốt ruồi ra. Và sau đó nhưng mà cái vấn đề nó vẫn xảy ra trong cuộc sống xào xáo như thường, một cái sự mà bất hòa trong gia đình. Nên bà thấy buồn quá, bà nói tại sao vậy? Thì đó một linh mục nói là tại vì giống như là đó là cái nốt ruồi là bề ngoài thôi, nhưng mà trong lòng của mình, trong lòng của bà vẫn giữ với cái mạng sự mà ghen ghét hận thù người khác, vẫn nó hành nó xấu, hay là không phải là bề ngoài cái nốt ruồi nó chẳng có tội gì cả, mà cái tội là vừa cái tội cái sự mà trong lòng của mình có sự mà đối xử không tốt với người xung quanh, hoặc người xung quanh mất đi cái sự mà bình an ở trong lòng. Nên hãy chú trọng vào điều đó, hãy chú trọng vào cái mối liên hệ mật thiết hơn, rồi từ nơi cái xấu đó nhìn vào trong chính mình, cần cái sự mà thay đổi theo cái hướng thiện, thay đổi cái sự mà quan tâm yêu thương nâng đỡ hơn là đi ra nghe lời bói toán xem tướng. Và nhiều khi làm như đó là quên rằng là chú trọng vào Thiên Chúa. Tại vì khi xưa giống như là cái lúc đầu chúng tôi nói là ma quỷ đã cám dỗ ai dòng bẹo và ăn trái cấm, và họ nghĩ là khi mà ăn cái đó là họ cái như là được thành Chúa, được biết hết mọi sự việc lành việc ác. Nên vì cái sự mà ảo giác đó nên là nghe lời cám dỗ của ma quỷ nó đi vào con đường sai lầm. Nên hãy chú trọng thương bà và hiền thiện trong sự mà cầu nguyện, trong việc mà giúp đỡ, rất là yêu thương những xung quanh. Cảm ơn cha. Kính mời mục sư. Khi gặp những điều xấu đến, những đau khổ đến trong cuộc sống của chúng ta, thì thương quý vị, thường là chúng ta chán nản, chúng ta có một số người thì yếu đuối, thì tuyệt vọng, tự tử, một số người thì buồn rầu và sống ẩn dật, không muốn gặp gỡ ai, hoặc là bỏ cuộc trong một số các cái sinh hoạt bình thường. Thật ra thì như chúng ta đã nói từ đầu, sự đau khổ là cần thiết, sự đau khổ và sự khoái lạc, những cái ngày vui và những ngày buồn nó phải xảy ra ở trong cuộc sống của chúng ta, cũng giống như có ngày và có đêm, có sáng và có tối. Thì chính vì chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh đau khổ thì chúng ta mới hiểu cái giá trị của phước hạnh, khoái lạc. Và vì vậy cho nên chúng ta, khi chúng ta gặp những cái đau khổ, thì theo quan điểm của những người theo Chúa, thì thưa quý vị là lời của Chúa dạy đó, là chúng ta phải hiểu, tìm hiểu cái ngày khổ đó, cái ngày mà người đời người ta gọi đó là xui xẻo. Thật sự có phải xui không? Ngày đó là ngày xấu, có phải là xấu không? Vì thật sự là trong cái họa nó có thể tạo ra cái phúc, trong cái xấu nó có thể tạo ra cái tốt. Và cũng trong những ngày mà chúng ta nghĩ rằng hoan hỷ lắm, tiệc tùng liên miên, thì có khi lại sau đó chúng ta lại gặp tai vạ. Thành ra cái điều đó chúng ta cần phải suy nghĩ. Khi chúng ta đối diện, Kinh Thánh nói rằng khi chúng ta đối diện với những cái ngày tốt á, ngày vui đó, bình an đó, thì chúng ta hãy vui hưởng, hãy tạ ơn, hãy biết ơn vì mình có được những ngày đó. Hãy biết ơn Thiên Chúa, biết ơn những tấm lòng và những bàn tay giúp đỡ mình. Và khi chúng ta đau khổ thì sao? Không ai ngồi đó lầm bầm, oán trách, đổ thừa. Hoặc là có nhiều người lại cảm thấy trách cho cái số phận, gọi là cái số phận của mình. Không phải. Bởi vì Thiên Chúa cho phép những điều đã xảy ra. Và khi Ngài cho phép thì mình phải hiểu tại sao nó xảy ra với mình. Và Kinh Thánh nói là khi mình hiểu được điều đó thì cái khổ nó không còn là cái khổ nữa. Nhưng mà mình sẽ học được cái bài học, rút ra được cái gọi là cái lợi từ nơi cái khổ. Bởi vì khi chúng ta gặp gian khổ, giả như hôm nay mình đổ mồ hôi, mình nghĩ là khổ hay sướng. Một số người cho rằng rất là khổ, bởi vì tại sao mình phải đổ mồ hôi hôm nay. Nhưng mà một số người nói, ồ, hôm nay mình được đổ mồ hôi, lâu rồi không có đổ mồ hôi, và bây giờ mình sẽ khỏe mạnh.
Thì như vậy thì quý vị sẽ thấy khi đến một lúc nào đó, quý vị sẽ thấy rằng những cái gian khổ nó không còn là gian khổ nữa. Và trong Thánh Kinh có những cái sự hướng dẫn mà rất là khác thường, có nghĩa là hãy đón nhận cái đau khổ nó nằm trong niềm vui. Hãy coi nó như là một niềm vui, bởi vì chính nó đó, nó sẽ thay đổi đời sống mình, sẽ thánh hóa đời sống mình, sẽ làm cho mình được được gọi là có một cái sự chuyển hướng. Đấy, giống như là lửa vậy, lửa thì nó làm cho vàng nó tinh rồng hơn. Thì cũng vậy, những cái thử thách, những cái đau khổ nó cũng sẽ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta hiểu được và chúng ta học được những cái bài học đó, thì những cái năm tháng, những cái ngày buồn, những cái ngày mà chúng ta cho rằng người tan tóc, người khác nhìn vào có vẻ như là đáng buồn đó. Có một ông kia, ông nói rằng tôi nhờ tôi đi tù mà tôi thay đổi. Và ông có viết cái bài hát, một nhạc sĩ mà tôi nghĩ là quý vị cũng rất là biết nhiều, đó là một nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Ông nói rằng tạ ơn Chúa vì những cái ngày tháng lao tù. Đấy, tại sao trong lao tù mà họ có thể tạ ơn Chúa được? Bởi vì chính trong cái hoàn cảnh đau khổ đó có những cái bài học, có những cái sự đổi thay rất là tích cực. Thành ra xin quý vị, những ai gặp sầu khổ thì đừng có ngồi đó than thân trách phận, cũng đừng có xin giải, xin cái gì đó, nghĩ rằng mình đeo cái bùa gì đó thì nó hết. Không có đâu. Nếu chúng ta phải học cái bài học đó mà chưa xong thì phải học thôi. Lần này chưa xong thì chúng ta lại tiếp tục phải học nữa. Vì vậy cho nên hãy đón nhận nó và hãy biến nó, biến cái họa đó, biến cái buồn đó, nó trở thành vui mừng khi quý vị bước đi ở trong cái sự cố vấn của Thiên Chúa. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn mục sư Nguyễn Hiền. Kính thưa quý ngài và quý vị, nếu chúng ta không tin một tôn giáo mà chúng ta không trở lại để tìm hiểu về cái tôn giáo đức tin của mình, thì điều đó nó quá thiệt thòi cho cái người tín hữu, tín đồ, một người đi theo một tôn giáo. Nhưng nếu chúng ta có thì giờ để dành cho chuyện đó, thì tự nhiên mỗi người của chúng ta tự mình tìm ra cái câu trả lời cho cái câu hỏi kế thứ ba, đó là thời vận có tốt có xấu. Như vậy thì làm sao tốt thì để an hưởng rồi, như vậy cái xấu làm sao để chuẩn bị? Thì xin thưa quý ngài và quý vị, có lẽ đối với tôi thì hơn 50 năm cuộc sống tu sĩ để suy niệm về lời dạy của Đức Phật và thực hành, thì tôi nghĩ rằng tất cả tôn giáo nói chung đều lấy cái chất liệu đau khổ, tức là cái bất như ý, cái đau khổ cuộc đời. Ủa, mình sinh ra cuộc đời rồi cuối cùng ra mình bỏ cuộc đời nên mình đi, thì cái đó là có gì vui chứ, dù là thành tựu bao nhiêu nữa thì, nhưng mà cuối cùng mình bỏ hết tất cả sau lưng của mình mà không đem theo gì hết. Vợ không đem theo, chồng không đem theo, tiền bạc không đem theo, danh vọng không đem theo, rồi học trò đệ tử chùa chiền nhà thờ cũng không đem theo. Như vậy thì cuối cùng ra thì cái làm chút lấy cái thất vọng hoàn toàn. Nhưng không đâu, cái gọi là thất vọng đó, chính đó là nuôi dưỡng cho cái đời sống đức tin của mỗi người của chúng ta. Và đặc biệt đối với nhà Phật á, là cái lòng từ và cái trí tuệ sáng suốt, cái lòng từ để cảm thấy rằng chính mình muốn hạnh phúc và người khác cũng muốn hạnh phúc, do vậy mình bảo vệ cái hạnh phúc của mình cũng giúp bảo vệ hạnh phúc của người khác. Và cái trí tuệ của mình để biết ra rằng cuộc đời này vốn dĩ nó thăng trầm, nó thay đổi thường xuyên, nó thay đổi từng ý niệm của mình, mà người thay đổi, mình thay đổi, vật chất thay đổi, lòng người thay đổi. Như vậy thì cái vui nó có đó, nhưng cái buồn, cái thất vọng nó cũng có đó. Nhưng mà cái thất vọng, cái buồn đó là chất liệu để chở mang cái đạo của mình, rồi cuối cùng mình vượt qua được cái, mình thắng nước với chính mình. Không phải cuộc đời mình không có tham được, mình không có hốt hết những cái được, mà mình không chấp nhận cái mất, hốt hết cái hạnh phúc mà không chấp nhận cái đau khổ. Chúng ta phải chấp nhận, và chính cái đau khổ đó là một chất liệu để làm cho con người của mình trưởng thành, và cuối cùng mình thành tựu được cái gì đó mà trong tôn giáo mình hứa hẹn. Xin quý ngài và quý vị sau cùng là cái đoạn kết cho cái câu chuyện đề tài thơ vận này, xin mời. Dạ, kính thưa quý vị, Đức Phật vì cái sinh tử luân hồi, sự đau khổ nên ngài thị hiện ở thế gian để dạy trên con đường tứ khổ và bát chánh đạo. Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá cũng vì nhân loại, vì con người. Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài phán rằng ta chịu khổ, khổ cho bá tánh. Thế nên con người là cái trọng tâm ở nơi trái đất này, để cho cái sự quan hệ giữa người với người với nhau. Thế nên chúng ta nên dõi gót theo các ngài. Để chi? Các ngài vì lòng từ bi, các ngài đã hy sinh để cho thế gian, để cho nhân loại. Nhân loại cần gì? Nhân loại cần cái sự giúp đỡ, che chở, yêu thương lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau.
những người gần của chúng ta cần những tình thương, những người trong gia đình cần cái sự chia sẻ bằng những cái lời nói, bằng những việc làm, và những người hàng xóm chúng ta cần cái sự đùm bọc, và xa hơn nữa cộng đồng, và xa hơn nữa là quốc gia và dân tộc. Thế nên trong cái vận hành của cuộc đời, của cuộc sống của mỗi con người, của đất nước, có thành có suy, và có thành công có thất bại, từ ở chỗ đó chúng ta thấy rằng khi mỗi con người thất bại thì nếu mình ở giai đoạn thành công nên giúp đỡ. Và khi mà chúng ta thấy mỗi một cái sự cần thiết nào trong cuộc sống thì nên nhớ ơn của các ngài, để từ đó chúng ta ban lòng từ bi, ban lòng bác ái, ban lòng vị tha đến cho những người xung quanh. Cảm ơn cư sĩ Nguyễn Dũng, kính mời cha. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý vị, cho dù rằng là trong đời chúng ta có những cái biến cố xảy ra, nhiều khi là khó khăn, nhiều khi mang lại sự may an lành, mà hãy cố gắng là cảm tạ Chúa thường xuyên. Lúc mà an lành, được bình an, hạnh phúc, cảm tạ Chúa là điều dĩ nhiên. Nhưng mà có những lúc mà thử thách khó khăn như là muốn gục ngã, thì là tại sao mình lại cảm tạ Chúa? Hãy cảm tạ Chúa vì lúc đó, lúc mà cô đơn nhất, lúc mà cảm thấy là tận cùng nhất, hãy tin rằng là Chúa đang ở đó. Chúa đã gìn giữ thêm sức năng lực chúng ta trong lúc đó một cách rất là âm thầm, một cách rất là khiêm nhường. Và nhiều khi chúng ta quá chú trọng vào cái vấn đề mà quên đến sự mà hiện diện của Chúa. Nên cái sự mà giúp sức nâng đỡ của Chúa giúp chúng ta, mình có thể là qua những lúc đó nhìn lại mình biết sự mà khiêm nhường hơn, được biết cái sự mà biến đổi đời sống của mình hơn, được biết cái sự mà vị tha hoặc là nâng đỡ hơn. Nhưng lúc mà khám phá ra như đó, khám phá cái gì mà hiện diện Chúa, chắc là những điều mà ân sủng Chúa ban để có thể là vượt qua, tìm được sự mà bình an. Lúc đó hãy cảm tạ Chúa. Nhưng sự mà cầu nguyện cảm tạ biết rằng là chúng ta không có cô đơn lẻ loi, mà có Chúa đồng hành đi cạnh, sẽ được thêm sức ta. Cho dù thời gian thay đổi, cho dù cái biến chuyển xung quanh thế nào, Chúa vẫn ở đó. Cảm ơn cha, xin mời mục sư. Cuộc đời của chúng ta có xấu có tốt, và trần gian này đúng là một cái ngã ba, mà chúng ta có những ngày tháng thật là vui, nhưng cũng sẽ có những ngày buồn. Nhưng theo Kinh Thánh đó, thì tương lai chúng ta sẽ đi về một hướng. Một là sẽ có những ngày tốt hoàn toàn, hai là sẽ có những ngày xấu hoàn toàn. Và những ngày tháng trên trần gian này là chúng ta đương chọn lựa. Nếu chúng ta muốn có những ngày tốt trong tương lai thì chúng ta phải đi vào cái con đường tốt, con đường chân lý, con đường gọi là chân thật, công bằng, yêu thương. Và nếu chúng ta sống đúng như vậy thì tương lai chúng ta sẽ toàn là những cái ngày tốt. Còn nếu không, nếu chúng ta không chọn chân lý, chúng ta không chọn ánh sáng, chúng ta không chọn con đường đáng phải đi, thì những ngày sắp đến của chúng ta sẽ là những ngày xấu. Cho nên chúng ta đương than thở, cuộc đời này có nhiều cái xấu cái tốt, nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta còn dễ chịu được, chấp nhận được, và chúng ta nên chọn lựa. Thì đó là một vài cái ý kiến của tôi qua cái chủ đề hôm nay. Cảm ơn mục sư. Kính thưa quý ngài và quý vị, tôi nghe nói rằng mấy cái người mà phi công lái máy bay á, họ lái mà nếu không có cái thuba lăng, tức là không khí loãng mà máy bay nó lên xuống á, thì họ cảm thấy không có vui. Và cũng người lái tàu cũng vậy, nếu biển không có động á, thì họ lái tàu không có vui. Và nếu mà người biết bơi biết lội mà đi thuyền á, cái biển động á, là nó càng vui hơn, tức là không có gì hết, tức là mình biết. Thì cái biết đó nó rất là quan trọng. Cái biết trong tôn giáo dạy cho chúng ta để vui với những cái bình thường không có gì xảy ra, nhưng cũng sẵn sàng chấp nhận đương đầu. Và chính cái chấp nhận đương đầu đó là một cái thách thức, đó là một cái sự tôi luyện, đó là cái cơ hội để lên lớp cho chúng ta. Do vậy cái nỗi khổ giữa cuộc đời này á, chúng ta không nên từ chối, và từ chối sao được, và chúng ta nên trực diện với nó. Và chúng ta trở lại những nguyên tắc, tất cả đều có nguyên tắc hết. Ngày hôm nay khoa học tiến bộ cho chúng ta biết nhiều thứ chuyện lắm, nhiều thứ chuyện. Chúng ta cầm cái điện thoại iPhone trên tay của mình coi cả thế giới nó nằm hết trong đó, nhưng thật sự cả thế giới nằm hết trong đó, mình có hạnh phúc không? Không chắc gì hết. Do vậy chúng ta trở lại nguyên tắc tôn giáo cho chúng ta biết rằng biết người khác là thông minh, hay chúng ta biết đủ thứ chuyện trên đời như cái iPhone đó,
chúng ta gọi là thông minh thôi, nhưng biết chính mình là giác ngộ. Như vậy thì cuộc sống của chúng ta vui buồn sướng khổ được mất hư hơn thua, tất cả những cái đó là tôn giáo dạy cho chúng ta để chấp nhận cái vui đã đành rồi, nhưng mà chúng ta cũng chấp nhận cái đau khổ, và chính cái đau khổ đó là cơ hội lên lớp cho chúng ta để cho chúng ta trưởng thành ở trong đời sống đức tin của mình. Để tôi nghĩ rằng rất là vui giữa cuộc đời này khi được làm người. Đối với Phật pháp, làm người rất là khó, không phải đơn giản đâu. Nếu khó đến nỗi nó là một người bỏ cái bọng ở Biển Đông rồi đến Biển Tây bỏ con rùa, rồi con rùa đấy khi nào nó lên mặt nước rồi mà nó tìm được cái bọng cây đó mà nó rút vô được, nó khó như thế nào thì xin là làm người cũng khó như vậy. Do vậy mỗi chúng ta, chúng tôi và tất cả chư vị đều là con người, đều được sinh làm người rồi, thì đây là cái trạm dừng mà chúng ta gặp gỡ nhau, chúng ta trao đổi với nhau và chúng ta học hỏi với nhau. Và tôn giáo cho chúng ta nhiều cái giá trị, và khoa học không thể cho chúng ta được cái đó, mặc dù là các vị các ngài có nhiều thứ có đếm không hết được, nhưng mà cái đếm không hết được nó là cả, không khéo là nó rối bời, chứ không phải có không đếm hết, không đếm hết được gọi là hạnh phúc đâu. Tôn giáo cho chúng ta những cái gọi là bí quyết, những cái code, những cái gọi là password để chúng ta mở vào cuộc đời, để chúng ta đi trong cuộc đời này và tiếp tục cái phía sau của cuộc đời này. Bên kia thì chúng ta có được một cái trạm dừng an vui hạnh phúc. Chúng tôi có một nhân tuyển đại diện để cầu nguyện hôm nay. Yeah. Kính thưa quý vị, dù có một ngày danh vọng và quyền lợi không còn, rồi có một ngày tiền bạc chúng ta sẽ mất đi, và có một ngày tình cảm sẽ hợp tan. Hãy sống đạo, sống với tinh thần nhân ái, sống với lời dạy của ơn trên, để chúng ta thấy rằng ở đó chúng ta cảm nhận được sự đau khổ của người xung quanh, để chúng ta ban lòng từ bi. Chúng ta sống với lòng biết ơn, để chúng ta cảm nhận được rằng sự hiện diện của chúng ta trong đời sống hiện tại, để chúng ta thấy rằng mọi người là chia sẻ với nhau trong lòng của ơn trên và nơi chính mình, từ đó để phát động cho một cái tinh thần của hòa ái trong cái tinh thần nhân loại và đại đồng. Cảm ơn quý ngài và quý vị, chúc tất cả có một ngày an lành, đêm an lành.